Dạ. Tổng thể cái bộ này nó rơi vào tầm 350.000. 350.000 đô hả Đúng anh? rồi, riêng cái mâm không, cái mâm đĩa than em thấy trên đó thì đó là cái sản phẩm cao cấp của Úc mà. Đó là Dạ. cái phần phiên bản đặc biệt trên thế giới này không có nhiều. Ồ. Nó chỉ thế giới này cũng tầm vài cái thôi. Thì riêng cái mâm nó không là hơn 100.000 rồi. Hai cái bao to bên trước mặt mình đang thấy là cái bao của hãng Solution của Thụy Sĩ. Dạ. 701 thì cái cũng là một cái sản phẩm đầu bảng của hãng. Dạ. Cặp bao này cũng xấp xỉ 100.000 rồi. Ồ. Mình nhìn thấy được trước mặt mình là những cái sản phẩm nó to, nó hoành tráng, nhưng mà nó cũng Dạ. không mô tả hết được cái giá trị của tổng thể hệ thống, Dạ đúng rồi. bởi vì nó còn liên quan tới lọc nguồn, Dạ. dây tín hiệu, dây loa và rất là nhiều cái thứ phát sinh. Dạ. Cái cuộc chơi này là dành cho quý tộc mà. Dạ đúng. Tổng thiệt hại của bộ này là 350.000 đô. Đó là cái phần Đó là phần tạm tính. phần cơ bản đó, còn phần Còn còn phần mở rộng thêm ở kệ rồi dây kết nối này kia thì nó còn còn nữa. dây cổ. Để mang một bộ này về nhà thì chắc chắn là mình phải có một cái phòng đủ tiêu chuẩn để nghe nhạc. Ừ, thì chắc chắn là khi một khi bất kỳ khách hàng nào đã xuống tiền để chơi tới bộ này rồi thì và cái điều kiện về kinh tế ra thì cái hiểu biết của họ về thiết bị cũng rất tốt, cho nên họ sẵn sàng đầu tư Dạ. tới cái giá tiền này. Và phòng ốc thì đương nhiên nó sẽ đi luôn luôn được chỉnh chu theo cái hệ thống âm thanh này. Nói chung Sơn Hà được một cái là phục vụ được đa dạng khách hàng, từ giới bình dân với bộ dàn vài chục triệu Dạ. là cũng có thể đáp ứng được, từ nghe nhạc, hát karaoke, xem phim tới Dạ. những cái bộ cao cấp xa xỉ. Nói chung là đến với Sơn Hà thì chẳng lo không có đồ chơi, Dạ vâng. hiểu rõ được cái nhu cầu của bản thân. Dạ. À, Để ý là là Sơn mình Hà sẽ sẵn sẽ sàng phục đưa ra vụ một cho mức đầu tư và Sơn Hà sẽ tư vấn cho mình trong cái mức đầu tốt tư nhất đó. trong cái chi Dạ. phí mình đầu tư. Dạ.